Này cần hay cười, vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tửng anh. Không được rồi. Và hôm nay trước tiên thì chúng ta sẽ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu trước. Xin mời bạn. Xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và xin chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. Rồi, mình tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Trần Thị Phương Nguyên, em 30 tuổi. Công việc hiện tại là công việc tự do ạ. Tự do là... Dạ, là em có thể là trang điểm và có thể làm công việc về sổ sách kế toán hoặc là những công việc khác ạ. Việc gì làm cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. À, chào chị Cát Tường và chào các hả các quý vị ở đây ạ. Bạn tên gì? Dạ, em là Trần Nguyễn Hải Quang, năm nay 29 tuổi. Hiện tại đang làm cho tư vấn tài chính cho Dai Chi Life Việt Nam ạ. 29 tuổi? Dạ. Bạn kia 30 tuổi có vấn đề gì không? Dễ thương là được rồi anh. Dễ thương là được luôn. Dạ. Uyên thì sao? Uyên có ngại không? Nếu mà bạn trai nhỏ hơn mình 1 tuổi, Uyên ngại gì không? Dạ không, em cũng bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Chuyện quan trọng là mình có hợp nhau về tính tình, về mọi thứ là ok. Tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà từ xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Tình đơn phương không mà chị? Đơn phương là sao? 30 tuổi chưa có một mối tình nào? Có rất nhiều bạn theo cũng làm quen với em. Nói chung là hẹn hò này kia nhưng mà có lẽ là do không hợp á. Lý do em nghĩ tại sao em ế? Chắc có lẽ khó tính. Em muốn người bạn trai đó là phải thẳng thắn, thật thà, trung thực, bộc trực. Không có nói chuyện bao qua chích chè. Có bao qua chích chè không? Em có bao qua chích chè đâu. Bao qua chích chè hả? Dạ. Trước đến giờ thì em cũng có trải qua được hai mối tình ra. Một mối tình như vậy quen bao nhiêu năm bạn? Dạ, mối tình đầu tiên của em thì quen cũng được khoảng 3-4 năm vậy đó. Lý do sao chia tay? Cảm nhận của em á, do khác biệt về vùng miền anh. Như là do quan niệm của bác trai đó thì cũng hơi đòi hỏi hơi cao. Mà em là miền Nam đó, tự ái lắm anh nên em cũng... Tại vì em bỏ? Em không có bỏ. Chứ ai bỏ? Bạn gái em nói tiếng chia tay trước à. Nói tiếng chia tay mà cười vậy đó. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì do bạn đó nhỏ hơn em 8 tuổi, còn đi học, đại học á. Nên em cũng muốn dành thời gian cho bạn đó học hành cho tốt. Sao hai mối tình dài như vậy mình rút được kinh nghiệm gì? Nếu như đến mối tình thứ ba để cho dạ, nó chắc chắn, mình sẽ cần bổ sung những điều gì? Quan trọng là hai bên phải hiểu nhau, tốt với nhau. Thứ hai là phải cùng nhau đi lên, cùng quan sát cánh với nhau thì nó sẽ bền lâu nhiều hơn. Mà ưu tiên cái là mẹ em nói có câu đó là con dâu về là phải biết cười là được rồi. Là em cười hơi bị nhiều anh ơi, chịu được không anh? Thứ hai nữa là phải biết chăm lo cho cuộc sống gia đình đó, là được rồi. Anh ấy thích người phụ nữ hay cười. Thế Hương giới thiệu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút xíu. Sẽ thích nấu ăn. Em nấu bún bò, hủ tiếu, nam vang, bún mắm. Nói chung cũng hơi cũng được một chút ít. Bún mắm. Trời, biết nấu bún mắm luôn mắm. Hả? Dạ, có dịp em sẽ nấu mời anh ăn ạ. Cái đó hy vọng được sớm. Em rất thích chỗ tài nói cho người khác. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình tìm bạn trai mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai là phải giống từ 50-60% như ba em. Nhưng ba em là người như thế nào? Ba em đó là người rất là bộc trực, thẳng thắn, chịu thương, chịu khó, biết chăm lo cho gia đình. Nói chung là rất là sốc phát. Công việc gì cũng có thể làm được, không có e ngại. Ba em cao mét mấy? Ba em cao cỡ 1m7 đó anh Quyền Linh ạ. Trắng hay đen? Ba em thì nước da ngâm, tại ba em làm bên công việc là thợ hàng á anh. Có hay cười không? Ba em thì cũng bình thường thôi. Bạn này cần hay cười, vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng đến chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tửng anh. Bây giờ nghe bạn Phương Nguyên nói như vậy, bạn Nam có suy nghĩ gì và cảm giác rằng mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm với bạn Phương Nguyên bên đó? Về chiều cao thì em đáp ứng chắc cũng gần được. Em cao 1m71. Được. Da em thì trắng hơn ạ. Còn bộc trực, thẳng thắn thì đương nhiên là mình phải có rồi. Cái nghề nghiệp của mình là bắt buộc mình phải như vậy. Em được cái là em nói chuyện rất là chân thật. Có sao nói vậy, nói đúng để mà tư vấn khách hàng thôi. Khuyết điểm của mình là gì? Đôi khi cách nói chuyện của em không được hay cho lắm. Thứ hai nữa là không có điểm dừng là... Vui đà quá trớn, không có điểm dừng là vui đà ở chuyện gì? Cái này mệt rồi nha. Ví dụ như là hay ghẹo chọc rồi đó chị, thì em cũng ghẹo cho tới luôn. Với bạn bè thì không dừng được, chứ với bạn gái thì mình làm gì phải có dừng nha. Dạ đúng rồi. Sao lý do nào bạn lại chọn đến với chương trình? Thì bà ngoại của em á, 80 tuổi rồi,
thì coi cái chương trình thì kêu là làm gì làm ấy cho con ngoại ăn cưới, ngoại già rồi đó. Rồi ông ngoại đâu em? Dạ ông ngoại là đã mất rồi ạ. Lâu chưa? Dạ ông mất cũng 6 năm rồi ạ. Bữa nào giới thiệu bà ngoại chơi chương trình nha. Hôm nay có ai đi không? Có bạn em ạ. Bạn em? Rồi dạ. Mình hỏi bạn em cái nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn làm chung công ty luôn hả? Dạ cùng quê anh. Cùng quê. Bạn thấy bạn của bạn như thế nào? Có nhiều cô gái đeo đuổi bạn này không? Giờ đẹp trai, nói chuyện hay vậy á. Nhưng mà bởi vậy ai cũng nghĩ vậy, ai cũng sợ đâu dám đeo. Ủa gì kỳ vậy? À, sợ có nhiều người đeo quá. À. Ta sợ nhưng thực chất coi như là mang tiếng đó đúng không? À, có tiếng không có miếng. Thực chất là bạn ấy có không không, bởi đào hoa tới giờ. Đào hoa đâu có ế tới giờ. Thấy cô gái một kiền sao? Thấy tính tình thì chắc cũng hợp nhau á. Mẹ có đi theo không? Dạ có hả? Mẹ đâu? Dạ mẹ ngồi đây ạ. Dạ chào cô. Cô ơi, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể tương lai cho con gái mình không cô? À hả, con nó chịu đâu thì mình cũng chịu theo nó. Thì nó thương ai thì mình cũng chịu chứ. Nhưng mà cô chịu nhưng mà chú nhà sao? Dễ lắm. Nếu mà dễ vậy sao xưa giờ mình chưa có kiếm được ai ở nhà, không có mai mối hay là chung quanh chòm xóm có ai làm tự mai gì cho? Người nó hơi khó tánh, thành ra cái nó rất là đàng hoàng, nó không có mà cười cợt giỡn hay hoặc là đi chơi đi bời gì đó, thành ra nó ít có bạn. Dạ. Nói gì đi. Dạ anh chào cô ạ. Chào gì cô đi. Lần đầu cô thấy con thì cô thấy sao con? À, cô duyệt con rồi đó. Cô duyệt con hả? Anh đã về nước nào mẹ? Em đẹp trai đó, làm sao cao ráo như thế nào? Mẹ duyệt chỗ nào vậy mẹ? À, mẹ duyệt là nhìn mặt thì dễ thương, rất là dễ thương. Còn cao ráo thì tốt. Còn tính tình mẹ thấy sao? Bây giờ thì mẹ thấy nói chuyện thì rất là hiền lành. À, nhưng mà sao thì mình đâu biết được phải không con? Cái này giống mẹ anh này quá vậy, giống mẹ cô này vậy. Dạ cảm ơn cô đó, con coi cô làm con tò mò quá. Trời ơi sướng quá ha, mẹ gì hết trơn vậy đó hả? Vậy là giờ kêu mẹ luôn. Con kêu mẹ được không cô? Sướng quá ta. Trời ơi trời ơi. Vậy đâu cần ông mai bà mối chi nữa trời. Có mẹ đây mẹ chịu luôn rồi. Gặp mẹ này là con số 1 luôn, mẹ số 1 luôn. Rồi có chuẩn bị tinh thần, ví dụ như đám cưới trong một năm nữa thì mình có đám cưới đồ kịp không? À, chứ cần cưới thì là có người lo. Trời, sướng vậy, lo xa lo, à, ở nhà chuẩn bị sẵn gì rồi? Em nghe nói đâu đại nguyên sân vận động. Bản thân đâu? Em là em đã thích lấy vợ chưa? Dạ chưa chị, nhưng phải có thời gian để tìm hiểu. Lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để dâu ngày, gió thổi nó bay. Đã là của mình thì là của mình thôi chị. Rồi được rồi, biết rồi. Một năm mới được em. Wow, lâu quá. Để anh coi thử anh. Dạ, chào anh Linh. Phải cưới sớm hả? Thì em đặt ra mục tiêu là một năm vậy thôi. Nhưng mà hợp thì có thể tiến đến hả? Vì do công không seri. Chứ là công seri nhiều lắm. Dạ. Bây giờ chúng ta đã giao lưu với nhau hết rồi. Bây giờ nghe hết rồi. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Để mình xem cái nhìn ban đầu như thế nào. 2 phút bắt đầu. Chào. Chào. Ngày đầu tiên gặp thì có bó hoa xin gửi tặng ha. Dạ, mình cũng có món quà mình muốn gửi. Đây là món quà nhỏ nhỏ mình tự nấu muốn gửi đến. À, nấu ăn luôn hả? Dạ, chỉ có là rau câu đơn giản thôi. Vâng. Rồi cảm ơn. Theo Phương Nguyên thì Quang là người như thế nào? Mới đầu gặp thì nghe cái giọng hơi lớn. Ừ. Ừ. Thì nghĩ chắc cũng không đẹp trai gì lắm. Nói chung là nói chuyện cũng hơi hơi khéo. Em suy nghĩ là không biết anh chàng này có đào hoa lắm hay không. Tại vì sợ đào hoa lắm mắc công á, mình khổ, mình ghen mình khổ thôi chứ không có gì. Nếu mà quen với Quang á, thì cái việc ghen á thì nên kiềm chế bớt nha. Tại vì Quang đi gặp nhiều khách hàng lắm á. Nói chung là mọi đối tượng bị gặp hết. Theo bạn thì suy nghĩ như thế nào về sự tôn trọng? Ví dụ như người mình yêu kiểm soát là ví dụ như đi đâu này kia, hay là kiểm tra tin nhắn điện thoại này kia. Việc đó thì việc đương nhiên thôi, nhưng mà phải có mức độ nào đó. Vậy là mình không chấp nhận được rồi, mình không có thích vấn đề là mình rất là tôn trọng. Thí dụ tôn là mình bạn đi đâu thì mình cũng phải cho mình biết đi đâu chứ, mình khi lo lắng thì sao? Đúng rồi, nhưng mà mình không thích là khi mà quen nhau là cứ kiểm soát nhau, là mở điện thoại của nhau. Thì đó là không, ok. Còn không? Khi ví dụ như hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa đầu tiên? Lỗi cho ai?
Ví dụ bây giờ là lỗi mới do Quyên mà bắt Quang chịu sao được. Giận nhau là Quang bỏ đi thôi à? Vậy là càng không được nữa, bỏ đi qua nhà người khác sao? Vậy là còn mất người yêu sớm nữa. Nó đừng có đa nghi vậy tới. Khi giận nhau là phải gặp nhau trực tiếp với nhau, là phải cùng nói chuyện. Thôi không được, thôi ngưng lại. Để nó cãi đi. Nhau á. Cãi nhau tìm ra quan điểm mà cứ cãi. Vì em rất bộc trực. Rồi, tiếp hiệp 2. Khi người yêu mình hay là chồng mình á, cái giận đừng có chớ hề mà cho người ta đi ra ngoài. Bởi vì sao? Cái trường hợp mà xác suất mất người yêu mình ha, tới 90% lận. Bây giờ là nghe theo lời của trái tim mình hay là nghe lời người ngoài? Không, cái đó là sự thật rất là đúng. Cái tánh mình rất là nóng tính. Có sợ không? Không. Tại sao? Giờ mình dài hơn, mình chạy nhanh hơn. Chơi nha. Không được, vậy không được. Ỷ vào chiều cao hả? Không được. Trong tình yêu á, quan trọng là cái sự tin tưởng và chân thật với nhau mới là cái điều quan trọng. Dù cho người này hay người kia có nói gì như nữa, quan điểm của mình á, là phải giữ cho đúng. Mình yêu nhau, mình thương nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu mà cứ nghi ngờ lẫn nhau, giận nhau mà đi qua nhà người khác thì tốt nhất là đừng có quen. Đó, vậy là giờ rút kinh nghiệm được rồi phải không? Hết đi rồi phải không? Cho Quang nói nha. Không biết ai đó để xui cho chúng mình gặp nhau ngày hôm nay. Thì thôi, cứ chương trình thì mình cứ hẹn hò nhau thử đi. Thì cũng cho nhau một cơ hội. Ok. Vậy bấm luôn đi, nói gì nữa. Hai người nói ngọt sớt à. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay đi, là tôi mới nói một câu này chân thành lắm nè. Nắm tay đi. Cảm nhận sao? Hơi ấm ấm. Cô á, cô bớt nói lại một chút. Hồi nãy giờ hai người nói chuyện mà ở dưới á, mẹ của cô á là nhìn Cát Tường á là ý là kêu nhắc cô nói ít lại, sợ bạn kia sợ. Mà hiểu không? Hiểu không? Hiểu cảm giác mẹ mình ngồi dưới không? Cô bớt lại một chút đi, mới có ngày đầu à. Cô vừa thôi nha. Đâu muốn giữ hạnh đừng phúc ăn hiếp của mình nha. Ăn hiếp quá không có được. Đây, vé xem phim gửi tặng cho hai bạn. Dạ, cảm ơn. Chúc hai bạn sẽ có những thời gian thật là vui và hạnh phúc bên đây, nhau. Đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai em nha. Cô vui rồi hả cô ha? Nãy giờ nhẹ nhàng, cô thấy cô lo quá, còn lo hơn cô nữa. Mời hai bạn xem phim. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về ở nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt? Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó, với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Rồi đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị ăn cho em. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Hôm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo.
Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ, qua cái cách nói chuyện, hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mà nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cưng? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không trở lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em dịu liệt. Dịu liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình hả Long? Nhà từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không không có. Cái không có đúng không? Là không có. Dạ. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, ba mối tình đó bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó, khá khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Nhưng mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng, mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chàng siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hơn chị. Trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng đưa gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Thì một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai bạn. Nói chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi. Rồi. Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá.
Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Thật khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4 năm tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4 năm tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi, bây giờ chị là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo, đi với ai cưng? Dạ, em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. Thôi, thêm trai chưa? Con chào cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À, cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ, con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì... Bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi. Chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Lòng thì sống rất là tình cảm, thật thà. Hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. À, chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? À, nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Ờ, thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? À, ví dụ như công việc đi, có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này. Cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ, mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4 năm tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Anh hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nó như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi, nó như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là... Với lại thứ hai là anh cũng có trải qua những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên, mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Ừ, em phải em có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh
Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love, walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều khi cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau à, như vậy. Dạ vâng. Bấy nhập Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Quen. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, đó, ừ, đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm thôi. Anh mới có dịp, có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác. Mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương. Nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ. Hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Thế lấy nhau về được hơn 1 năm. Khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nấy ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu 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 mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. Mời nhà trai. Rồi lên trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào dạ. Bạn nữ bên kia. Để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À. Dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ em ra tới người Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ.
công ty luôn. Có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hơi xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh, em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha vậy, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tội. Đó là phải tật xấu đâu trời. Đó là tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh bên bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ, để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời, thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ, em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. Nhưng mà sao rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. À. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Có những mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy. Người đã mất, tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh thì rất là tuyệt vời luôn. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi. Không ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm. Không có tâm nuôi không được. Phải kiên trì, kiên nhẫn như lắm làm mới được. Nói chung em cũng bái quen phục. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe luôn. Thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không. Còn như là kinh tế hoặc là làm gì kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi. Miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á. Dạ Covid, em có nuôi Covid ở trong An Bình á. Em lâu mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa con? Em nuôi năm rồi lắm. Năm rồi thôi. Năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình
nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì năm mươi mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ, điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi, chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó, anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi với này mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi. Bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Em có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu nít. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành anh khó. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu vâng rồi. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. Hồi nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok.
Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế nào? Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sảng khoái hay sao? Sảng khoái. Bấy giờ Kushida điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thấy ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Đã anh Linh à? Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị. Thưa quý vị, những câu chuyện như thế nó vẫn đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn những con người như thế, họ chưa biết tình yêu là gì cả. Hãy mở lòng ra, hãy đem đến sự chân thành và đem đến một tình yêu nhiệt huyết dành cho những trái tim như vậy để giúp cho họ có một tình yêu là nghị lực, là động lực, là niềm tin trong cuộc sống này. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà, như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi, cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai em? Dạ lớp 9 thì em em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó.
ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ, theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam và thật Định. Ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chết. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm, mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm, khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ, em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan, chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi, em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả binh mặt quạo. Sao? Nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đưa mặt. Quýnh này đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu không được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gầy á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô và lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá, họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị là thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại.
Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là cô ấy đã có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Yeah. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó, làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ, có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm, không đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Nó vui nha. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ, cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riêng một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười từ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá cũng hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là... trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi, đừng nói những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi, như cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Chung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế là tự lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em lần đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạy nói luôn. Tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy, dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào. Mở rào. Thank you.
bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ. Em cũng gửi anh thiệp. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có là gì muốn nói với anh không? Dạ, đúng gu em chị. Dạ, đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm, nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc những lúc anh chết á, anh hay đi sắm, tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là em nói hát trai không có hay lắm. Dạ không. Okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm, lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm. Em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thi chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ,
và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nào? Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Bảy giặc Kushida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn đây nha em. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùng Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc biệt ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hôi luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Hôi. Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông. Đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh? Dạ. Dạy Bình Phước luôn? Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quỳnh Linh. Em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền. Em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách á, thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ hồi trước em dạy trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm, lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ là có vẻ là sùng đạo quá thì em không có theo đạo á, không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm?
Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi. Mà không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua bên kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nha. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng, trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À, thì vậy đó dễ mà chị. Phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bầy hầy quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không, không, không có. Mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Ừ. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không có thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quyền Linh thì con không tính là hói đâu ạ. À, tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quyền Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. À. Em chào chị Ngọc Lan ạ. À. Phiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. À. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. À. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. À. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi đúng tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, chào em.
Hôm nay có con sách mà tặng em, mà sống nhau như vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh, em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại này anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành á. À, anh ở Trân Thành ạ, em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Cách cũng rất là gần. Có gì sao chương trình rồi, nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ồ, giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì, nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen, xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau, thì trong những lúc mà xích mích thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái. Tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nha, cho nên là lẹ lẹ cưới, đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được, nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng một năm hoặc một năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn.
chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lê Trang, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chú, em cảm ơn chị. Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ, phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó. Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được, nhưng mà em thì hy vọng là bạn gái tránh càng tốt, còn nếu không tránh thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng. Rồi cái ngoài tránh ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người mập mập do có chứ. Da có thịt chút chứ không? Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa, tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ đó. Chó nữa thấy chưa? Mời nhà trai. Thôi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình dạ, đi. Xin chào. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ cơ bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp Tiger. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mảng xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới chân, nói xong. Coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Chân. Đừng rồi, bao lần hồi hộp. Chưa qua được hả? Chưa, qua được vậy đâu. Vậy thôi đi về nghe. Qua được qua không? Qua nó la sùm nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chị. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng từ quá. Từ từ nha con. Từ con. Nhà mình có người lạ qua, con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho người ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được giỏi, giống em không nắm tính. Nhiều khi giống... Nhiều khi tờ sập xuống còn nắm tính. Kiếm không giống... nắm tính, chịu đựng giỏi. Đúng rồi, chịu đựng giỏi. Đây là tính tốt quá. Chịu cực, chịu khó, chứ em làm từ sáng... Làm việc từ sáng tối thấy bình thường, không thấy mệt. Nhưng kiểu mà... Kiếm là ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon. Hơi lười nấu, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không, nhưng mà cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Thì đúng rồi, mình bỏ nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Muốn có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ, phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi. Ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ông sùm. Tò mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ông sùm đó nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có thể là đủ. Trời ơi, trời. Bả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á. Trời ơi, nó đỡ buồn. Trời ơi, tôi thương không? Nói chứ có người yêu có vợ cũng phải chăm sóc đó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm, khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Ở cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá, còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được á. Dạ cũng tạm thôi. Rồi cái gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì...
nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng, nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi, rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc bao nhiêu mối tình rồi. Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi thì là Trang nghĩ trắng luôn. Chị nghĩ trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3 đó. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng thôi dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao hả? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng đi đó. Ừ. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, chung là lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok, em qua anh coi nhà gái không? Rồi chào em gái. Chàng trai bên đây rất là dễ thương ha, có nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được, nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình, nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi liền rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào luôn. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cái cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi thì mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời quá. Ơi vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng, em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng. Rồi cái ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi bạn cho ý kiến rồi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em, những người bạn, cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Trần Ninh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm gì tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được, qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi rồi làm việc đi. Đâu đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp dưỡng da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ cảm ơn bạn.
Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thấy ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao cũng được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi gì đó. Đến với chương trình bạn mối họ thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn lần đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn mối họ, chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong mà họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thực sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, mà vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào. Dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tâm kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ đó. Chó nè, thấy chưa, tự nhiên dướng này đây không làm ăn gì được hết trơn. Mình khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin chào đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em đúng là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ, rồi chứ nếu không mà buông nha, nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng là bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, với mình gọi là mơ mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không, kiểu mà nhìn người thích luôn á, trái tim rung động không. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình á, nên mình hát bài chung tình. Lời thờ ước anh đã trao cho em, hoàng trăng ánh sao nhiệm màu, nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát bằng tay. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm. Miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn, thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, thì mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để cho nhau cơ hội, chứ không phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 Hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bốc thăm trúng thưởng. Nào mà em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn.
Ráng lên nha. Chúc nhiều. Rồi. Nhớ về lo bạn gái nhiều hơn chó nha. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ Quỳ Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn. Bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em tên xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh? Dạ. Dạy Bình Phước luôn? Dạ, đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa, Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À, hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ, hồi trước em dạy ở trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ có vẻ là nó thuần đạo quá. Thì em không có theo đạo á. Không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi. Mà nhẹ không sâu sắc thôi. Lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình. Nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua anh kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nghe. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À, thì vậy đó dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không?
Dạ, dạ không có. Mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình đâu. Chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lui chứ chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quyền Linh thì con không tính là hói đâu ạ. À, tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi với mình rồi chị. Không sao, có anh Quyền Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Thiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi đúng tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ yeah. Chào em. Hôm nay có ông sách hay bạn em mà chống nhau như vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại này anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành á. À anh ở Trân Thành ạ, em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Cách cũng rất là gần. có gì sao chương trình rồi, nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ồ, giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi. Chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải giữ lại cho mình
để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái tính kết hôn đi, ai thích trai gái như thế nào đó. Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ em. Đỗ, Đỗ anh. Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Ờ, Hoàng Thị Huyền tên đẹp quá. À, em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi, nó là nick Facebook của con trai em sau này. Wow. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào, nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó, là nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được, nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, yeah, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chú, em cảm ơn chị. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Yeah. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Mời nhà trai. Xin mời anh ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai. Tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì
nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực về hôn nhân của tôi. Năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái, ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú cho con xin, chú cho con xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. À, cô Ngọc Lan chị Sáu. À, dạ, cảm ơn chú. Dạ, chị Sáu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hỏi sao. Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, 3 lỗ này bịt kín, 3 lỗ, 6 lỗ này là 6 ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, pha, son, la, si. Dạ. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Yeah. Cô hơi run, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... Dạ. Tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy 20 năm. Dạ, này giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không. Dạ. Gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ. Yeah. Tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Yeah. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Yeah. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng nhà nhau về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, là làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả?
Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, là nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chính trị thì vô cấp cơ sở. Ôi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều không? Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thân em bộ hoa. Dạ. Để thể hiện tình yêu. Dạ, em chào con chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tung đua, cái này tung rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn và cái phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên. Sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khất được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thế thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. À. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy
đừng nên sống lủ thủ một mình. Yeah. Nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng không anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Dạ. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn và tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người thì sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà ta vậy hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Thôi 70%, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật lòng mà nói đi đứa cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn. Xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha? Ok. Vậy là ok ha? Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau. Chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú. Mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa. Và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh.
Rồi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy á hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Đẹp. Wow. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia. Thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi. Thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam và Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chín. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi.
qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm, em mới 20 tuổi em lo gì. Trời ơi. Đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha, giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi, nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. À, mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan là tới bà mết nên bà quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quả binh mặt quạo. Sao nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam định vô thấy bên này hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à, chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô, lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá, họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó, thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai, nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm, nhưng mà em không biết, nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay đó có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó, chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ, em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm, không đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói gì em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ, cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Nếu mà kể coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm ha. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu vậy. Được nhiều không?
Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ, rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi à. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải trung tình nha. Dạ. Mình dạ. Nói có gì cái nói tôi không trung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Rồi năng động, sáng tạo, ừ, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em là lần đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạy nói luôn. Tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi. Chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Như Lan và Điệp vậy bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết. Có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm. Bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào. Mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Em cũng gửi anh thiệp. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất dạ. cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng
đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau 2 lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ 2 lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự những lúc anh chết á, anh hay đi mua sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là em nói hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi Bé Ngân hát đi, Bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thi chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài nữa. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác.
Có lẽ Ngân rất là xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn rồi nha. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc biệt ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai. Khuyết điểm thì em nói ra thì em lại sợ mọi người buồn cười. Bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ em sợ chết. Bản thân em là người chủ của công ty. Nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à. Quần rách là tụt ra từ đâu cũng được dự trình luôn. Mà rất là em cũng rất là khung. Tức là không quan trọng ăn mặc. Dạ. Quan trọng trái tim rắn thôi. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn có thoải mái tự tin khỏe cả tình. Rồi, rồi, rồi là hiểu. Rồi. Nghe hiểu chưa thôi? Dạ chưa? Hiểu. Một là không cưới. Thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh không muốn vội vã để rồi là một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yêu đương thật là mặn nồng, thật là thắm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ thì bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyên Linh và MC Nam Thư. Xin chào bạn gái bên cạnh cũng như những người thân địa bàn ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Thiền Thông. Năm nay mình 30 tuổi. Mình đến từ Huế. Huế hả? Dạ em Huế. Ừ, rửa đông hướng rồi. Thông làm công việc gì? Dạ hiện nay em đang là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của công ty do chính em thành lập, chuyên về đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. À, tức là dạy tiếng Anh rồi đó hả? Em có hai cơ sở ở Huế và một chi nhánh ở Vũng Tàu và đang có hy vọng là muốn mở chi nhánh ở Sài Gòn luôn. Ồ, chúc mừng bạn nha. Ồ, giỏi quá. Ui, tự hào dễ sợ. Quế Minh. Chào em. Rồi. Chào chị. Em xin chào chị Nam Thư, anh Viền Linh cùng bạn nam bên cạnh. Em tên là Trần Thị Thu, em đến từ Bình Định, năm nay em 32 tuổi. Em làm bên thiết kế và em đang sống ở Hồ Chí Minh. Thiết kế là mình thiết kế gì hả em? Dạ em thiết kế bên thời trang đó chị. Nhìn em hết như sức là style. Qua giới thiệu thì bạn nữ bên kia đó. Dạ. Là 32 tuổi đúng không? Dạ. Hơn bạn trai bên đây 2 tuổi. Dạ. Mình có ngại ngùng trong việc đó hay không? Dạ, người Huy em có câu là nhất gái hơn hai, nhi trai hơn một. Đúng rồi. Cho nên thực ra chuyện đó là theo em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì tuổi tác không thực sự quan trọng lắm. Rồi, tốt. Bây giờ đàn gái cho tôi biết một chút xíu về những cái ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dở tinh, hiền và em dở tha thứ cho người khác. Còn ưu điểm của em là... Nghe chung ạ. Nắm tay chị, nắm tay chị. Nhược điểm của em là ăn mặc của em đôi lúc nó hơi điên điên một xíu. Ừ, chị nghĩ không sao mà, giống như em mặc bộ đồ hôm nay nhìn em rất là sport, cái kiểu mình vậy. Dạ. Rồi còn bạn nam bên kia thì sao ha? Dạ, theo em nghĩ thì ưu điểm của em là thứ nhất là thông minh. Dạ, thứ hai là em rất là bản lĩnh, chịu khó, nhạy cảm và tinh tế đối với phái nữ. Về khuyết điểm thì em nói ra thì em lại sợ mọi người buồn cười. Bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ em sợ chết. Mỗi buổi tối mà em tắt điện ngủ á, là mà mọi thứ để tối xung quanh em tối thui thui vậy á, là em nghĩ rằng mình đang nằm trong quan tài. Và thứ hai là em sợ cô độc. Và cái cuối cùng đó là cái tối của em nó khá là lớn, khá là mạnh. Nên là thỉnh thoảng là nếu như trong một mối quan hệ á, sẽ rất dễ là xung đột với cái bạn nữ. Chính xác là như vậy. Dạ. Nếu mà cái tôi quá lớn á thì đôi khi chúng ta trở thành
gọi là gia trưởng hả anh? Gia trưởng nó gọi là cái gì cũng quyết đoán hết trơn, mình không trai quyết hết trơn á. Chào em. Dạ chào chị, chào thập tự cô nương. Ừ, Đông Hương. Dạ. Trượt tại chứ bữa qua mị mỗi tin rồi. Dạ em hai mỗi tin. Rồi mỗi tin đầu tiên là rắn mà chia tay. Dạ mỗi tin đầu tiên của em là vào năm 2009, là lúc đó thì gia đình em còn tương đối ổn định một chút. Và nhưng mà sau khi mà trong khi em có bạn gái của em á thì gia đình em phải sản, phải bỏ học đại học. Gia đình thì là không có gì cả, em cảm thấy là mình sẽ không chăm lo được cho bạn đó, cho nên là em quyết định là hai đứa cho nhau lối đi riêng. Nhìn em như vậy chắc chị không nghĩ là em đã từng đi làm phục vụ bàn, đi làm giữ xe cho người ta. Bạn gái bên đi có chia sẻ là bạn cái làm thiết kế mà thì tâm hồn rất là bay bổng. Rồi thì bạn còn nói là cái gu ăn mặc của bạn á nó cũng hơi style, hơi lào tí xíu. Thì em có vấn đề chứ với cái gu ăn mặc không? Dạ, mà thật ra thì mặc dù em là người Huế nhưng mà không phải là như mọi người nghĩ là người Huế thì rất là cổ hủ và bảo thủ đâu. Tụi em là những người trẻ mà, tụi em có suy nghĩ rất là phóng khoáng về chuyện đó. Bản thân em là người chủ của công ty, nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à? Quần rách là tất cả từ đâu cũng được dưới chân luôn, mà rất là em cũng rất là khung. Tức là không quan trọng ăn mặc, quan trọng trái tim rắn thế. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn có thoải mái tự tin khoe cả tình. Rồi là hiểu. Rồi. Nghe hiểu chưa Thu? Dạ hiểu. Đó, ông Mai qua rồi đó. Trước khi anh qua, anh hỏi em này nè. Dạ. Nếu lấy nhau thì em có bắt buộc cô gái ấy về Huế sống với em hay không? Công việc của em thì chủ yếu là ở ngoài kia, mẹ em cũng ở ngoài kia, và em hy vọng rằng người con gái đó có thể về giúp một tay với em, chăm lo cho gia đình của em. Nhưng mà ngược lại, em sẽ cố gắng làm thật là tốt, có cái tài chính vững vàng, để ví dụ là trong một tuần thì 3 ngày mình ở Huế rồi 3 ngày mình ở Bình Định chẳng hạn, mình sống thoải mái là được. Chà, cái này cũng mệt lắm á. Rồi, bây giờ em đã nghe. Chào cô gái. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao trên 1m7, không nhuộm tóc, không hình xăm, là biết hiểu chuyện. Tại sao lại không nhuộm tóc? Em có nhuộm được thì chàng trai cũng có nhuộm được chứ. Nhuộm nhưng mà đừng có lố lăng, ví dụ như vàng, xanh, đỏ thì em không thích ạ. Rồi còn gì nữa? Không hối, em không thích gia trưởng, không thích lăng nhăng. Mình nãy giờ mình nghe tất cả hai bên nói rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân xem sao. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cháu của em ạ. Có cháu. Cháu thấy sao đó cháu? Cho em hỏi anh một xíu là anh có hay đi chơi không? Ví dụ như đi bar hay là đi chơi vũ trường hay là đi với bạn bè á? Chào em, anh có đi chơi nhưng mà vũ trường thì anh không đi. Anh rất là ghét vũ trường bởi vì nó ồn. Tại em thấy cái phong cách của anh ở bên ngoài á thì em nghĩ chắc là anh đi chơi nhiều. Nếu như vậy vì em không thích kiểu tóc đó thì anh có thể chiều gì không? Câu hỏi khó trả lời của ông Mai. Anh sẽ ngồi lại nói chuyện về dì của em. Anh muốn biết tại sao dì của em không có thích kiểu tóc này. Và anh sẽ phân tích cho dì của em thấy là kiểu tóc hay là khuyến tai hay là hình xăm, tất cả mọi thứ nó chỉ là bên ngoài. Bọn mình không thể nào đánh giá một con người qua bên ngoài của người ta được. Cho là dì em thích đi, nhưng mà kiểu gia đình em thì không thích người nhuộm tóc. Thì như thế nào? Anh tin rằng với những gì mà anh đang có, lúc anh ngồi nói chuyện với gia đình của em thì gia đình của em sẽ dần dần yêu chỉnh cái con người của anh và bỏ qua tất cả những cái vấn đề về bên ngoài của anh. Cảm ơn bé. Thu, tại sao em lại không thích đàn ông nhuộm tóc? Nó có bị khắt khe quá hay không? Dạ không chị, tại vì gia đình em thì nói chung là sống cũng theo một chút phong kiến. Nên ba mẹ thì cũng không thích bạn trai hay là người mà em chọn là phải ăn chơi, phải nhuộm tóc tai màu mè. Đó là gia đình của bản thân em là dân thiết kế thì chị nghĩ thiết kế thời trang thì cũng sẽ open hơn về vấn đề đó. Thì em cũng thích nam có nhuộm một xíu màu nhưng mà không nổi bật quá. Từ nãy tới giờ là mình bỏ quên một bước rất quan trọng là nghe tình trường. Em chia sẻ một tí xíu được không? Em trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình không chính thức. Mối tình chính thức là em quen anh 10 năm ạ. 10 năm? Dạ. Tại sao mình lại chia tay? Tại anh đó cũng có nhiều điểm không tốt. Gia đình em thì cũng khuyên nhủ không chấp nhận. Hai đứa cũng có nhiều cái xích mích. Rồi chia tay ạ. Nhưng mà em không có dẫn về gia đình hay là em có không cho giao lưu gia đình, nhưng tại sao là gia đình nói anh nó không tốt mà vẫn quen 10 năm? Dạ em cũng có dẫn về nhà. Dẫn về nhiều lần không? Dạ một lần. Một lần một. Chơi quen 10 năm mà dẫn về còn một lần thôi hả? Một lần một thì em thấy vẫn chưa hợp lý. Giả như em tổ chức nhiều lần hơn nữa để gia đình có thể đối thoại giống như hồi nãy em nói Thông nói gì đó. Chúng ta bằng mọi cách để thuyết phục để xem chứ. Đúng một đó. Lần nó chưa đủ thuyết phục gia đình.
Nhưng mà nếu là em thì là cho dù bằng được không muốn em về, em vẫn sẽ về. Nếu mình thương người đó, mình bằng mọi giá phải về để thuyết phục gia đình. Đúng vì rồi. Người phụ nữ em sẽ chống lại cả thế giới. Bây giờ thì đàn trai. Con chào chú Cường Linh, em chào chị Nam Thư. Chào cưng. Em chào toàn bộ quý vị khán giả đang ở trường quay. Em là em Quân Thông. Thì nãy giờ cũng nghe chị Thu nói thì nếu mà xét về ngoại hình á thì chắc anh Thông bị loại từ vòng gửi xe rồi. Nhưng mà em chỉ nói đến vấn đề về tính cách á. Trong tình cảm thì anh Thông là một người hiền và chịu đựng. Còn nãy em nghe chị Thu nói là chị có tính tha thứ, thì em thấy là giữa hai người là có cái sự tương đồng về tính cách, còn bổ trợ nữa. Chắc là nếu mà đến được với nhau là cho nhau một cơ hội thì rất là tốt. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Tùy các bạn, đây là không gian của các bạn đó. Dạ. Bắt đầu mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em chào anh ạ. Chào em. Chào anh. Hoa. Nó muốn mua đặc sản Huế để tặng em nhưng mà hơi khó mang đi. Dạ, nên là anh tặng cho em một bó hoa nha. Em cũng có một món quà tặng anh. Em tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thể mở món quà của bạn gái xem gì không? Dạ. Trong cái hộp. Lấy ra đi, là cái gì vậy? Ồ, cái đầm em bé hả? Dạ, đầm em bé. Chắc là cái này cho Thu tự làm hả? Dạ, cái này là do chính tay em làm ạ. Nhưng tại sao em lại tặng một đầm em bé cho bạn trai của mình? Vì em muốn nếu như mà mình có duyên gặp ở đây mà mình có cơ hội tiến xa hơn thì em muốn con của chúng mình đầu lòng là con gái, và em muốn nó mặc một chiếc đầm màu trắng kết hợp với màu hồng và thêm một ít hạt ngọc trai. Quà cũng rất ý nghĩa ha. Tinh tế. Không biết là em có ý kiến gì nữa, em biết anh có hình xăm ở trên tay không? Một hình xăm mà nơi kín đáo thì không sao, nhưng mà em không thích nó lộ liễu ra bên ngoài quá. Bên tay trái của anh á là những cái sổ lắm mà. Ngày tháng năm sinh của bố mẹ anh, ngày mất của bố anh, ngày anh thành lập công ty, ngày đầu tiên ngày sinh của con nuôi anh. Còn ở bên tay phải của anh thì là những cái câu thơ chữ Hán mà anh thích, bởi vì ngoài tiếng Anh ra thì anh cũng có nghiên cứu thêm một vài ngoại ngữ nữa, và trong đó chữ tiếng Hán cổ là anh rất thích, chứ không phải là những hình xăm kiểu giang hồ chợ búa đâu. Dạ. Đơn giản mà, giờ cứ về gặp phụ huynh mặc áo tay dài như vậy cho chị, hiểu không? Anh thấy tóc vậy được chưa? Nói chung là tùy sở thích của anh thích nhuộm thì anh nhuộm, nhưng mà đừng có lòe loẹt nhiều màu trên một đầu tóc là được. Cái này có lòe loẹt không? Cái này là màu nấu rồi á, nó không có lòe màu mà. Dạ. Như vậy là được đúng không? Dạ. Mai nhuộm thêm màu tím nữa đẹp hơn. Hai bạn nếu mà như vậy là yêu xa, thì bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào nè? Em không còn ngại chuyện phải bay ra bay vào, bởi vì em rất thích như vậy. Bởi vì công việc của em rất là áp lực, nên là em không muốn là suốt ngày cứ đóng đến một chỗ. Em thích là làm việc 5 6 ngày gì đó ở trong tuần, rồi dù sáng thứ bảy em sẽ bay vào đây. Em chơi, em đi chơi về Thu, rồi chiều nhật em lại bay ra Huế lại. Một tuần em có thể làm như vậy tuần nào cũng được. Anh không ngại vào Sài Gòn, anh cần lý do thôi. Hay quá. Thì còn em thì sao? Nếu mình quen nhau thì nếu mình có cơ hội tiến đến với nhau thì em có thể ra Huế với anh không, để gặp mẹ anh? Dạ, em sẵn sàng. Em nói với bạn gái đi, bởi vì khi nếu mà lấy vợ thì phải về Huế ở đó, có được hay không? Em không có quan trọng lắm là người vợ của mình nó phải ở một nơi. Em muốn là bản thân em sẽ cố gắng làm việc để ở cái chỗ nào, ví dụ ở Bình Định anh cũng có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, ở quê em anh cũng có một căn nhà nhỏ, ở đây anh cũng có một căn nhà nhỏ nhỏ, ở Huế anh cũng có căn nhà nhỏ, để ở đâu mình cũng có nhà cả. Mình thích đâu thì mình đi. Anh, vì anh là người rất thích tự do. Em có thích tự do không? Dạ, em thích tự do. Mình giống nhau. Rồi, quan niệm về hôn nhân gia đình thế nào hai bạn? Nói anh có quan niệm hôn nhân như thế nào? Một là không cưới, thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh không muốn vội vã để rồi là một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yếu đương, thật là mặn nồng, thật là thấm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Chứ không phải mình kết hôn vì áp lực, không phải luôn vì là bố mẹ bắt buộc hay phải kết hôn, bởi vì độ tuổi của mình là đến tuổi phải kết hôn. Anh muốn như vậy. Yeah. Và trong hôn nhân anh muốn cả hai được có sự tự do. Dù như anh đi chơi với bạn bè của anh hay anh đi chơi với bạn bè của em không cần phải xin phép anh, cũng như anh không cần phải xin phép em. Nhưng vì bọn mình là vợ chồng thì mình phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Em chỉ cần thông báo cho anh biết
hôm nay em đi đâu làm gì với ai, anh biết như vậy là được rồi. Ô cha ơi, thiệt luôn á, ông đi cả anh đi mà đi cô gái là chết, chết tư sống tại chết. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Anh ghét nhất là lăng nhăng. Ghét nhất là lăng nhăng. Thiệt không? Dạ thật. Thiệt không? Em thề. Chứ cái thầy cái miền đi ní là đi tại mố là gãi chẹt tại nãy đó. Rồi bây giờ quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào, nói cho bạn trai biết đi. Quan điểm hôn nhân của em là em không vội trong hôn nhân, nhưng mà em chậm mà chắc. Chồng anh cũng cùng quan điểm đó. Dạ. Rồi bây giờ kinh tế như thế nào, tài chính chia sẻ ra sao với nhau? Chung là ai giữ tiền em không quan trọng, nhưng mà cả hai cùng đủ đảm bảo để lo cho cuộc sống của gia đình, cha mẹ là được. Thực sự mới nói luôn, anh nghĩ rằng đàn ông kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà giữ tiền thì rất là dở. Cho nên là ở nhà toàn bộ tiền bạc của anh là đều nhờ mẹ quản lý cả. Anh thấy rất là thoải mái. Tại vì sao? Vì anh đã từng là xem cái bảng chi tiêu của mẹ, xem thấy ôi trời ơi, phải tính toán là ăn sáng chưa, mua này mua nọ mua kia, kiểu thấy rất là đau đầu. Cho bây giờ mình có một người phụ nữ ở bên cạnh mình, lo cho mình những cái như vậy, tại sao mình lại không nhờ người ta, mình tin tưởng người ta? Mặc dù mình, tại sao mình phải suy nghĩ những cái đó cho nó nhức đầu nhức đâu? Anh muốn thoải mái, cho nên là trong gia đình thì chuyện kinh tế, nếu như mình để với nhau thì anh sẽ nhờ mẹ và em cùng giúp anh quản lý. Rửa trong nhà em là trai một không Thống? Dạ em có một người em gái nữa. Rửa là em là trai đầu luôn, trai trường chứ nữa. Dạ cả nuôi cả ngoài em là cháu độc tôn, tức là cả nuôi cả ngoài còn mình anh là cháu trai à. Ngày nay em mới bị gì cả. Ê cha, đi cha, hèn chi. Bây giờ quay lại vấn đề nãy, bé Thu muốn cưới về là muốn con gái đầu lòng. À dạ không, cái chuyện đó không quan trọng, mặc dù em không có sợ chuyện đó. Dạ. Quan trọng đúng không? Dạ, trái gãi gì cũng được, cũng là con của mình mà. Rồi ví dụ như là nếu mà tội với nhau thì Thu phải về Huệ ở với em chứ nữa, là dạ. Chắc chắn là phải làm dâu. Dạ thì về làm dâu 3 ngày, sau đó em sẽ đến nhà, em sẽ về nhà Thu làm rể 3 ngày. Một ngày còn lại cho anh tự do hai đứa. Vậy sau những ngày đó thì mình ở đâu? Thì anh nói mà anh thích sự tự do, anh muốn và anh muốn là cả hai đứa mình cố gắng để ở đâu mình cũng có cái sự nghiệp của mình cả, mình đi đâu cũng được mà. Anh cảm nhận vợ em như thế nào? Nhìn em rất là cá tính. Hôm nay anh có nghe chị Lâm Thư nói là em khá khung trong chuyện ăn mặc. Dạ. Thì anh thích cái sự khung đó. Anh cũng rất là khung, nhưng mà khung trong khuôn khổ thôi nha, đừng khung quá. Một nhà hai đứa khung đi nó mệt lắm. Nhưng mà trái ngược với bên ngoài của em khá nội loạn, thì em lại là một người, anh nghĩ là một người nội tâm khá là yếu đuối và là nhu mì. Còn em nghĩ anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng cá tính, ấm áp. Ta kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, thật sự kiểm tra lại con tim của mình, xem nó có rung động hay không. 3 2 1 Hết thời gian rồi, mời các bạn. Không ai bấm cả. Tại sao em gái không bấm? Tại vì em cảm thấy em chưa có rung động. Em muốn dành lại phần đó cho những bạn đang xem chương trình. Chính xác. Bạn nam. Dạ em cũng có suy nghĩ tương tự về Thu. Em nghĩ là em về Thu là làm bạn cung khung với nhau thì sẽ vui hơn. Đúng rồi. Hãy giữ những món quà của nhau để làm kỷ niệm. Yeah. Ngày chúng ta gặp nhau ở đây, hãy sống thật bằng con tim của mình. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về những điều chân thành đó. Yeah. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin mời các bạn. Rồi. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Giống là giống sao em? Không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được, hồi giờ anh chưa đi tới đó. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Chào chị. Rồi. À,
thôi mình để đàn trai giới thiệu trước để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Nguyên Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương ạ. Công việc chính của em là vận hành máy, còn tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. Năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 91. Đây chính là 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ quan bạn nam không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ, km 92. Buôn Hồ, cách đó cũng không có xa. Dạ, đúng rồi. Giáp là Gia Lai các bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chống quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đó thương em nên tới tận nhà tặng bông là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách này cũng 16 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Chị. Ừ, sáng sủa đẹp trai, trắng trẻo. Rồi ba mối tình sao? Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt, lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên... Là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có vài... Còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá, không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao gỡ 1m55 trở lên. Ừ. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Ừ. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. À... Rồi điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Đừng có xăm mình lớn quá. Lớn đúng quá. Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm ngón tay như vậy? Chị có xăm ngón tay. Em không. Không. Bạn nữ bên này không xăm ngón tay. Em không thích phụ nữ xăm ngón tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Nhưng mà sơn đừng có lè lẹt quá được, như xanh nổi. Cái làm néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu. Vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình tóc nè. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Ừ. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự làm luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người mập tròn không? Dạ cũng được, nhưng mà đừng mập quá được. Vừa vừa người không này bấm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Bạn này có chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó. Dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Không có lôi thôi nhanh. Em thấy bạn nam có tính cách giống anh Nguyễn Linh đó. Giống, anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? Không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đêm đi với ai?
Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em. Đây đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em trai với lại em gái, là bạn của em gái ạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Em tên là Hà và em là em gái của anh Sơn. Chưa biết là anh em có thích chị hay không, nhưng mà em cảm nhận được là cái gu chị dâu của em có thể thích chị là cái gu chị dâu của em rồi á. Cảm ơn. Tại em cảm nhận được chị có vẻ hơi hiền, nghiêng về một người phụ nữ gia đình hơn. Anh em cũng thuộc dạng tiếp người là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc và có trách nhiệm với gia đình. Thì em nghĩ là những gì chị nói nãy giờ thì em nghĩ là anh em có thể là đối tượng mà chị có thể hẹn hò được. Lanh lợi quá ha, dễ thương. Nói chung là hai bên là ủng hộ hết rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh. Tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tính mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mẫu người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, nhiều cách sống với lại mọi người xung quanh. Với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn. Đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh dùng vậy, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. Đúng rồi đó, cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được, hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương. Nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, anh có thể cho thì... ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mà mình không có gì thì mình không có sợ. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bình dương không? Dạ em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm nhưng mà chưa có điều kiện để làm được, nên anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Em cũng nghĩ vậy, và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập. Em thấy có mập đâu. Không, thấy bạn mập miệng. Mập miệng là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì chưa có mập đâu. Không biết là bạn em có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát. Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người ơi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao dông anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hết. Hay, hay quá. Rồi Vi, dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền đi.
Mưa chiều mây rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết đường hoa kia vẫn không cho tính ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây, chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt nha. Em bấm ba cái một lần luôn. Rồi, hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ nè. Dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Em xin phép không? Hay quá. Dễ thương. Tôi thích điều đó, một sự chân thành. Mà ơn trình. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Xin mời các bạn. Chúng ta đi và bảo vệ bạn gái nha. Bạn này bổ sung cho bạn kia vài kg là sẽ đồng đều với nhau thôi. Và mong là những bạn nào độc thân thì chúng ta hãy tìm đến với bạn của hẹn hò. Sẽ cố gắng hết sức để kết nối các bạn, tìm được một nửa yêu thương cho các bạn. Không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Bởi ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Bởi vì em là một người sống rất là độc lập. Và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Mời bạn nam. Nhà trai xuất hiện nào. Ngồi đi em trai. Dạ, cảm ơn anh. Và mời bạn gái bước ra sân khấu. Bây giờ khi mà hai bạn có mặt sân khấu rồi á, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe ha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người, chào anh MC Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Chào bạn. Em tên đầy đủ là Võ Trí Tuấn, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Em bao nhiêu tuổi rồi Tuấn? Em sinh 88, năm nay 31. Nghề nghiệp chính của em là kinh doanh và giao dịch ngoại hối trên thị trường. Và em có kinh doanh bên một lĩnh vực khác là chăm sóc về sức khỏe con người. Rồi, cô gái xanh biếc của chị giới thiệu về bản thân nè. Dạ, cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào đến chị Nam Thư xinh đẹp. Cảm ơn cưng. Em là Hồ Ngọc Thanh Phương. Em sinh năm 1995, là 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây. Em hợp tác với các bạn của em mở ra một lớp dạy kèm cho học sinh trung học phổ thông. Và em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha, Phương ha. Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Đàn gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó. Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn. Em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho đó, em nấu. Vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một. Và anh không phải là giáo viên tiếng Anh, nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Vậy ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living now? You live with your parents, or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still living with my family, but in future, I'm have a purpose to make a private flight, and I want to stay with you for the private living, not belong to the family, because I'm the single one, and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical
model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh hiểu mà. Anh hiểu mà đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá, okay. Linh ơi. Tiếng Anh anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh, anh 1, 2, 3 nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn một năm. Thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh. Bạn nam nó có nhiều cái nghĩa và cứ giúp đỡ gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok, anh hiểu. Sao? Vậy là đau duyên lòng của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa, thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua những rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ thì em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa. Mà bởi vì em là một người sống rất là độc lập và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ với em thôi, em đâu có liên quan đến gia đình đâu, quyết định là của em luôn. Thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi, nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Ừ. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì đó. Nhưng mà ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có thôi tới đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn. Đó, bà nữ nào cũng ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi. Quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác rồi. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người. Nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính lắm em. Ngọt ngào, ngọt đúng ngào không dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó, bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một. Ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn, đúng không? Dạ, sợ đúng. Gì? Sợ phỏng. Tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước. Đó. Trời ơi. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Bên kia con một, bên đây cũng một con chứ bộ. Ý con một chứ bộ. Dạ con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Gái Cần Thơ ha, dễ thương, nết na thùy mị. Con tưởng tượng xem hoàng tử trong mơ của mình là người như thế nào. À dạ, con nghĩ là ảnh sẽ cao. Cao? Dạ, có ngoại hình kiểu tiếp thanh niên nghiêm túc với chút. Là tóc thì phải cắt gọn gàng nè, không có các kiểu undercut hay là nhuộm. Dạ, đẹp trai. Thấy cũng được á, cũng hợp lý đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không? À, dạ, mẫu hình lý tưởng của con là sát Lê Đăng Khoa. Là ai vậy? Lê Đăng Khoa là một cái người, mẫu người đàn ông business doanh nhân, đẹp trai, cao ráo, hết sức là nói chung là chuẩn soái ca, niềm mơ ước của rất hả? Nhiều cô gái. Tức là đẹp trai mà kinh doanh giỏi nữa đó hả? Bên đây nãy giờ cũng đi làm nước ngoài ha, cũng tiếng Anh giỏi, nói chung đây cũng người đàn ông soái ca đó. Dạ. Mọi chuyện ca mũ, ca nhựa, ca gì thủy tinh gì chú không biết nha. Dạ. Có tự con tìm hiểu. Dạ. Chứ tôi thấy là có ca đó. Rồi, con không thích điều gì ở đàn ông nhất? À, dạ con không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Em biết hút nhưng mà hiện tại không hút. Đúng, anh cũng có hút nhưng mà không bao giờ hút. Nhưng mà em từ bỏ thuốc không phải vì bức
lý do khác mà vì lý do bản thân em muốn bỏ và sức khỏe. Chính xác, hút thuốc có hại sức khỏe. Vậy mà cũng có nhiều người hút, không thích gì đàn ông nữa. Dạ con không thích bạn nam ăn thịt cuốn với mèo. Thịt gì? À thịt chó, thịt mèo hả? Trời. Em kỵ thịt chó và em cũng không thích ăn thịt chó nữa. Đúng rồi, không nên ăn thịt cuốn và mèo. Cho nên bạn nữ bên kia yên tâm, anh không ăn thịt cuốn và mèo. Dạ như vậy là được rồi. Được rồi ha. Em phải thêm vô chứ, không lăng nhăng, không gia trưởng, không xét nét, phải đủ chuẩn chứ. Những cái thứ đó nói em có không? Em là một người sống thiên về hiện đại và có phong cách hướng ngoại một chút. Họ không có gia trưởng nghĩa là họ balance, công bằng ở trong gia đình. Vợ và chồng thì đều được quyền ý kiến và phủ quyết. Đó là thuộc về tính cách của em. Nói rồi. Nói chung vợ chồng nhau là về bỏ phiếu đi. Thấy ai phiếu nhiều là thắng. Nhưng mà đôi khi em nghĩ thì người đàn ông cũng nên nhường họ một tí. Đó. Rồi. Xói ca là chỗ đó đó. Bây giờ mình hỏi kiếm người thân đi nha. Đúng rồi. Phương, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, em đến với mẹ của em ạ. Dạ, con chào cô, chào mẹ của Phương. Lời đầu tiên là tôi xin chào chương trình. Dạ. Và chào hai em, Nam Thư xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Và Quyền Linh vui tính. Quyền Linh dịu dàng. Quyền Linh vui tính, rất là vui tính. Chào cô. Cô thấy con trai là được, đúng là một cái... tính cách của thanh niên thế hệ mới ngày nay. Dạ chỉ được thôi hả cô? Được là tốt đó. Được là tốt đó cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Cô ơi, theo chia sẻ thì cô là người nói bé Phương đi tham gia chương trình này, đúng không cô? Lý do tại sao vậy? Vì cô thấy chương trình này là rất là thiết thực. Dạ. Rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay là tìm đến với nhau bằng cách là đàng hoàng, chính thức, chứ không phải là đi hẹn hò ở bên ngoài mà không có ý kiến của cha mẹ. Cô cũng có lời cảm ơn chương trình rất nhiều, vì chương trình có rất nhiều ý nghĩa. Dạ. Cô rất là ủng hộ điều đó. Dạ, cảm ơn cô đã tin tưởng vào sự uy tín của chương trình. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với em họ của em là Vương. Em trai hả? Dạ, trai. Em trai, em họ. Em xin chào chương trình và em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Đến với chương trình thì em cũng thấy bên đằng nữ là một bạn nữ khá là xinh và cũng tuổi trẻ, tài cao rất là tốt. Về phía anh Tuấn thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Và trong mặt tình cảm thì anh cũng biết chăm sóc những người phụ nữ. Nếu ngày hôm nay mình bén duyên thì có thể mình tới được với nhau. Còn nếu mà không với nhau thì mình vẫn là bạn bè, thoải mái và tìm hiểu tiếp tục. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Tuấn. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến với chương trình anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện ở Nhật Bản. Anh chàng này rất là yêu cô gái này. Thì anh ta không biết cách nào để mà làm cho cô gái phải đáp lại cái tình cảm của mình. Thì anh ta làm cái món quà tặng cô ta. Thì cái ý nghĩa món quà xuất phát từ cái ngày đó và câu chuyện từ Nhật Bản. Cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, anh có thể mở nó ra giúp em cũng được. Ok. Cuốn sách tựa đề là Hạt giống tâm hồn. Sách dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã. Dạ, đó cũng là một bức thông điệp mà em muốn gửi đến anh. Và đó cũng là châm ngôn trong cuộc sống của em. Cuộc sống này thì luôn luôn tồn tại những điều khó khăn và thử thách. Nhưng mà chỉ cần mỗi người có giữ vững lòng tin của mình thì giông tố nào cũng sẽ vượt qua. Hay quá. Cảm ơn em. Thì, trời ơi. Anh là một người trong... anh có một cái niềm đam mê về thiên về kinh doanh. Thì... trước khi đến với em hoặc là cho dù bây giờ gặp em thì nó cũng đã trở thành một cái tính cách của anh là cũng khó mà gục được. Thì thường gục anh cũng sẽ tự đứng lên, cho nên em yên tâm. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn cuốn sách của em, anh cũng khá thích đọc sách. Nhưng mà đây là chủ đề sách thì đây là cuốn sách lần đầu tiên anh gặp. Dạ. Cảm ơn em. Mời hai bạn về chỗ ngồi. Hai bạn này nói chuyện với nhau hợp đấy, tôi thấy rất thích. Em muốn là người nói trước hay em muốn anh là người hỏi em trước? Dạ em hỏi anh trước ạ. Anh hy vọng điều gì nhất ở người phụ nữ trong tương lai của anh? Người phụ nữ anh cần trong tương lai là anh không có muốn họ thiên nhiều quá về công việc. Thì họ có quyền lựa chọn cái công việc thích của mình, nhưng mà đừng vì nó mà đánh đổi gia đình.
Em không biết nấu ăn đúng không? Anh biết một chút, nhưng mà anh có kế hoạch là tương lai sẽ đi học nấu ăn. Nếu em thích thì tụi mình sẽ đi học để em biết cách nấu ăn. Thì đó là cái hình mẫu người phụ nữ mà anh mong cầu. Thì anh cảm nhận em khá nữ tính. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Câu hỏi thứ hai của em là anh nghĩ là anh có thể mang lại điều gì cho người phụ nữ trong tương lai của anh? À, sự an toàn. Dạ, và một câu hỏi cuối nữa thôi là cả anh và em đều là con một. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Con một hay là con thứ hai gì đó, thực ra nó chỉ là con số thôi mà, đúng không? Nó đâu có quyết định cái cách sống của mỗi người đâu. Con một đôi lúc cũng có cái hay của con một, nhưng mà con thứ hai thì cũng có cái hay riêng của con nó. Quan trọng là người ta biết tận dụng cái vị thế của mình như thế nào thôi. Bởi vì anh là con một, không, anh biết chắc là không có ai mà hả có thể hướng dẫn mình hay là chỉ mình ở chỗ đó không đúng này nọ vân. Cho nên tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. À, quan điểm của anh cũng giống với quan điểm của em nè. Ngay từ lúc nhỏ em cũng suy nghĩ mình là con một, là niềm tin duy nhất của gia đình, cho nên mình phải cố gắng hết sức. Mỗi bạn là con một, cái khó nhất thế này ai sẽ theo ai? Đúng rồi. Cần Thơ anh nhớ không làm thì cách Sài Gòn 3 tiếng đúng không em? Dạ. 3 tiếng chạy xe. Sắp tới có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi có 2 tiếng thôi. Thì anh không có ngại từ thành phố Sài Gòn xuống là bao xa. Anh có thể xuống dưới đó chơi với em. Công việc của anh nó không có quá gò bó về thời gian, bởi vì anh kinh doanh thì anh có thể sắp xếp thời gian được. 2 đứa tiếng xa hơn thì em có chấp nhận về Cần Thơ ở dưới lập nghiệp hay không? Đúng hay rồi. Là bạn gái sẽ theo em lập nghiệp? Cái này mới là cái quan trọng. Sài Gòn thì nó tấp nập nhưng mà mọi thứ đều có, còn Cần Thơ thì nó là quê, có thể nó yên tĩnh hơn. Vậy em muốn sống ở đâu? Ai nói em Cần Thơ là quê? Cần Thơ bây giờ cũng dữ dội lắm em, xuống như mua đất rồi là biết, còn mắc hơn đất thành phố luôn đó em. Bây giờ mình quan điểm là gì, nói cho nhau biết luôn. Anh muốn lập nghiệp ở Sài Gòn thì tại vì mọi thứ ở Sài Gòn nó hỗ trợ tốt cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Còn em? Đối với em thì nơi nào có tình yêu thì em sẽ đến nơi đó thôi. Trời ơi, cảm ơn em. Con một mà bỏ ba mẹ đi luôn cái tình yêu đó chưa? À, dạ mẹ con có nói với con như vậy. À mẹ con cho mẹ con đồng ý luôn. Mẹ thiệt tốt rồi nha, vì tình yêu hy sinh cho con luôn đúng không? Thiệt bà mẹ tốt. Còn nếu mà thật sự em muốn ở Cần Thơ để mà em có thể tiếp tục công việc của em á, thì anh vẫn có thể điều chỉnh được. Bởi vì công việc của anh nó không phải là cố định một nơi, nó công việc của anh là kinh doanh và đầu tư về một cái lĩnh vực nào đó thôi, thì nó có thể di chuyển được. Em muốn có thể làm cô giáo với anh vẫn có thể xuống. Chính xác, đúng không? Anh cho em quyền lựa chọn. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi, hết thời gian. Thời gian trò chuyện của hai bạn đã hết ha. Hãy trân trọng nút bấm và có trách nhiệm với nó. Bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Ôi, chúc mừng. Chúc mừng em. Đây quà của bạn trai nào. Nắm tay nhau đi nào. Con xin nói vài lời với bác là hôm nay tụi con quyết định hẹn hò với nhau, thì bây giờ, bắt đầu từ bây giờ thực tế tương lai sau này bác có thể yên tâm để con gái của bác con có thể chăm sóc thay bác. Bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Theo quy định chương trình vậy con cũng xin phép bác là con có lấy hôn con gái bác không ạ? Bác cho phép rồi, cứ tới đi cưng. Rồi, chúc mừng các bạn, chúng ta thật sự là đã hẹn hò với nhau. Dạ vâng, cảm ơn anh Điền Linh và chị Nam Thư. Cảm ơn cưng đã tới tham gia chương trình. Nắm cảm chặt ơn tay các bạn. Nhau đừng buông tay ra nha. À, em biết nhậu chị ơi, tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ á. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha. Ráp lại an. Bình An. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em ship cua ghẹ ốc. Ôi rồi, tưởng gì chứ hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Ừ, thí dụ thế cho nó lạ. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, ôi anh hay quá. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa.
và bây giờ đang hiện đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản từ sông. Vậy sống ở quận nào? Dạ cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia. Em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi. Dạ, điểm yếu thì có hơi có chút bộn bề. Đó, rồi mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận. Tính em cũng hơi bề bộn không chút. Vậy là biết làm đồ nhậu không nè? Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Bình ơi. Dạ. Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ, dữ. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình, đứa An ha. Ráp lại, Bình An. Ủa Bình, dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. Thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi, quen nhau 2 năm. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội, còn cô đấy học ở trong Sài Gòn. Không có cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, quà cáp bò tùm lum hết trơn. Bò luôn hả? Ừ, quà cáp nó bò tùm lum tùm la hết trơn. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Trước đây thời gian thì bận học, cũng vẫn chưa có thời gian trở qua một mối tình nào hết. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay, nhưng mà hôn ai chưa? Thì chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè, là chưa đúng không? Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông á mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt, có trách nhiệm, chung thủy. Thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á. Vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi, có coi phim Hàn Quốc rồi gì không? Có mê dạ, không? Có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Bình có lãng mạn không? Có chứ chú. Chào em, Bình. Vâng. Ví dụ lãng mạn sao nè? Đến ngày sinh nhật của cô đấy, mình tổ chức tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi, tưởng gì chứ hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Thí dụ thế cho nó lạ. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào, em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chinh phục cô ấy thì phải có thời gian, nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Cứ tặng cua, ghẹ xuống. Ông đừng có nghe anh Linh. Anh vấn đề mình sống chân thật thôi, mình nghĩ sao mình làm vậy. Thật sự tặng bó hoa hồng không bằng 2 con cua đâu. Tặng 2 con cua ngon hơn. Ví dụ An. Dạ. Thích ăn hải sản không? Dạ thích. Ôi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, chia chị yên tâm. Cửa hàng bên đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm với người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. Thì tốt quá rồi. Rồi, vậy là được rồi. Em xin quyền lên. Dễ thương. Bên đây nhát quá. Dạ. Khi mình có một người nào bên cạnh mà nhút nhát quá, mình thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường. Chàng này là giống như từ Thanh Hóa mà để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ em cũng có một chút lo. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em không thích con trai mặc đồ leo lạc. Không có chú ơi. Chuyện cái đấy là không có luôn á. chưa gì sợ. Không hút thuốc. Có cái này lại càng không luôn. Để ý lại được chưa? Không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có đâu. Nhát thấy mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thấy được đó. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À, có mẹ luôn hả? Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. Khán giả tại trường quay. Em là mẹ của bé Chiêu An. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được. Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh, thì cô có mình Chiêu An à? Ví dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc chắn là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. Ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng, đúng rồi. Rồi con có mấy anh chị em?
Nhà con có 5 anh chị em, nhưng mà con là người thứ tư. Với lại con có tính tự lập từ nhỏ, con đi tìm biếu hay đi làm công chuyện của mình là mình là xác định là mình phải đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Cô thấy thằng trai được không? Cô thấy được đó, mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi. Bình đi với ai? Dạ hôm nay cháu đi với em. Chào anh Quân Linh và chị Nam Thượng. Em là em họ của anh Bình. Em nhận xét bạn gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Muốn nói gì nói đi Bình. À cua à. Em có biết nhậu không? Vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi với người ta. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À rượu nhẹ. Nếu như mà anh uống rượu thì uống ít hay không sao, đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong trên bàn thôi, còn công việc không ai thì tiết lộ cho ai được. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em. Anh có thể, vì cái công việc anh sắp xếp được. Tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua viết để hồi chết queo hết trơn. Tặng ta luộc liền ăn luôn đi. Nè. Anh tặng em à? Dạ, đúng rồi. Thôi để anh. Thì em để bên đây. Chưa đưa, trao tay. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, anh hay quá. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn. Bánh gì đó mở coi làm coi ngon không? Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Đâu đưa anh coi ăn được không? Mời MC Quyền Linh ăn. Trời ngon quá ta. Chút ăn trước đi cũng dám ăn chứ. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Được, em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh ghét sự giả dối và đủ lăng nhăng lắm. Em thì cũng đơn giản, chỉ cần đơn giản là được à. Anh cũng đơn giản lắm. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình. Chỉ cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được. Này cái này em giống tiếng Anh đấy. Dạ. Anh cũng không thích nhắn tin nhiều. Đến lúc một lúc mình hiểu nhau thì lúc đấy mình gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ, rất đỡ luôn á anh Linh à. Không có ghen. Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à. Tính anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Rồi bây giờ hát tặng nhau bài đi nào. Anh sẽ hát bài. Đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thổn thức. Sáng em hôm nào chợt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ. Xin em hãy quay về đây. Em xin rồi, cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Có rung động thì bấm. Bởi vì chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng em. Hai bạn nắm tay nhau đi. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Giữ để xem phim nha. Xin phép mẹ vợ tương lai. Dạ cho con xin phép hôn em gái hả? Thật sự nói thì cặp hôm nay rất là dễ thương. Dạ. Một chàng trai tặng cua cho cô gái.
và cô gái tặng bánh bông lan cho chàng trai dễ thương lắm. Và cuối cùng tôi cũng lụm được miếng cái bánh. Trời ơi, mà... Nếu vậy hồi nãy mất con cua em giấu rồi mà không nhanh biết lắm. À, bây giờ là thành bạn gái rồi đó. Đây, Trình. Gì vậy, móc móc gì vậy, cho tiền hả? À, móc gì vậy? Em tặng quà cho bạn gái. Oh, dễ thương quá à. Vừa nhiệt tình, có sức khỏe, ga lăng, còn sành điệu nữa chứ. Cái chị mua nào vậy cưng? Dạ, em mua lâu lắm rồi chị. Trời đất ơi, em mua để dành để tặng bạn gái em mà. Dạ. À, và hy vọng là với sự chứng kiến của những người thân của mình nha. Chị là chị thấy là cái gọi là cái trò là nổi da gà nè. Có nghĩa là cái cảm xúc của chị là đi ăn đám cưới của hai đứa này nè. Thế mà lúc đó em mời á, rồi chị có đi không? Cho xe đưa đón đàng hoàng thì dạ, đi. Dạ có chứ trời. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Chào hai bạn nha. Bây giờ mình vào vị trí rồi ha, tháo mặt nạ rồi. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân. Bạn trai giới thiệu trước nè. Em xin chào chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên Trịnh Hữu Trọng, năm nay 30 tuổi, công việc hiện tại làm đẹp cho xe máy và chở hàng tại gia đình. Làm đẹp cho xe máy? Dạ. Là làm gì? Thì cái xe máy mà nó xấu á, cái đến tiệm em tút lên, cái em làm thì nó đẹp, đi như mới vậy. À mà người nó cũ vô làm, em có làm mới lên là được không? Ví dụ mà người cũ á, ví dụ mà em cố gắng là sẽ làm được mới. Vậy á hả? Trọng quê ở đâu? Em ở Sài Gòn luôn chị. Ở Sài Gòn luôn, rồi hiện tại sống ở quận mấy? À, hiện tại sống ở quận 12. Ở sống với ai? Em sống với ba mẹ với bà. Ba mẹ với bà. Dạ. Có anh chị em gì không? Anh chị em còn hai người em nữa chị. Rồi sống trong nhà chung luôn? Dạ sống ở nhà chung. Có ai có gia đình chưa? Có người em kế có gia đình rồi. Sao kỳ vậy, sao em vượt mặt rồi? Tại vì em dở hơn cái người em. Ờ, dở hơn em ha. Em ngại tiếp xúc với bạn nữ á. Rồi em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia. Em tên là Chu Thị Thanh Thảo. Em 29 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non, tại em đang làm ở Bình Dương. Bình Dương? Dạy ở Bình Dương luôn? Dạ. À, mình nhà mình ở Bình Dương luôn hả cơ? Nhà em thì ở Bình Phước. Nhà Bình Phước dạy Bình Dương. Rồi nhắm bao lâu, thí dụ mà yêu nhau nhắm bao lâu chạy được một lần? Nhưng mà em nhà em mới là ở Sài Gòn, ở quận 2 thì có thể em sắp xếp em chạy qua bên đó thí dụ tầm 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đi. Yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? À, quan trọng hai người tìm hiểu nhau rồi cảm thấy hợp thì quan trọng là em cho người bạn gái á tự quyền quyết định. Như em á thì em sao tự quyền quyết định em được? Gia đình em em phải cầu hôn người ta chứ, không lẽ người ta nói em anh ơi cưới em đi. Nhưng mà em cầu hôn rồi cái người đó không đồng ý thì mình cứ cầu coi chừng nào cầu chừng nào được thôi. Dạ, dạ, cầu dạ. Được ước thấy. Dạ. Theo nguyện vọng của em là em muốn bao lâu thì được là theo hôn. Nguyện vọng của em á thì em cũng vợ cũng nói chung là cũng lớn tuổi thì em mong muốn là phải tầm tìm hiểu khoảng chừng 1 năm đến 1.5 năm. À, còn không qua được 2 năm thì cũng được. Tới đó thôi hả? Dạ, đừng có hơn nữa. Đúng rồi, tới đó thôi. Quải lắm, với lại từ đây mà chạy xuống Bình Dương chạy 2 năm cũng quải lắm em. Dạ. Chạy không nổi đâu. Không, chạy. Em thì em xin. Thôi. Chạy nửa năm thôi là. Tại hồi đó giờ em chưa quen được ai nên giờ em mà có quen được rồi em chịu xin chạy lắm. Đó giờ chưa quen ai vậy? Thì em chưa quen ai. Lý do sao ế? Em nhút nhát cái trước đám đông á, em không. Ông nãy giờ nói chuyện nghe lanh lắm ông ơi. Nói chuyện là nói chuyện với chị á. Thế mà em gặp một người con gái mà người đó cũng chịu nói chuyện đi thì em cũng nói chuyện là được. Còn người con gái mà ấy em cũng không biết nói chuyện sao. Mà xưa giờ chưa thích một người nào hết hả? Hay là có thích mà không dám nói? Hồi xưa em có thích. Em có thích á, em cũng có tìm hiểu quen biết qua Zalo. Thì em mới gặp người đó trên Zalo vậy đó. Rồi kết bạn, người đó cũng đồng ý. Rồi hai đứa hẹn nhau đi ăn uống đi chơi gì đó được 1-2 lần. Rồi đến cái ngày đó là sinh nhật của bạn gái hiện lên trên Zalo nè. Cái rủ đi sinh nhật. Rồi chúng chở tối em làm xong rồi cũng chở đi sinh nhật. Mà bạn gái đứng ở đầu đường thôi chứ không có ở gần nhà mà đứng ở đầu đường á. Nên em mới chạy lại chỗ đó, em rước bạn gái đi ăn. Ăn xong rồi em chở bạn gái về. Tới cái đầu đường hồi nãy mà rước bạn gái đó thì bạn gái kêu là bỏ ở đây, bỏ bạn gái đi bộ vô cũng trong cho nhà. Vô nhà. Không cho vô nhà. Mà quen cũng 1 tháng mấy rồi. Thì bạn gái cũng biết cái chỗ nhà của em, chỗ làm việc của em. Mà em thấy là sao quen 1 tháng mấy rồi mà hôm nay ngày sinh nhật nữa mà cũng không mà cho vô. Không cho vô. Thì em thấy lạ nên em thấy vậy thôi cái em cũng
không muốn quen nữa. Rồi vậy cái là chia tay đó hả? Dạ. Nãy giờ nghe ăn uống không rồi hai đứa có làm được gì nhau chưa? Chưa có thấy mấy à, chưa có làm gì á. Chưa làm gì luôn hả? Nắm tay còn chưa nắm tay. Chưa nắm tay luôn. Dạ. Chưa nắm tay có nghĩa là làm gì, có hôn đúng không? Chưa có hôn luôn, tại chưa nắm tay sao hôn được. Một mối tình nó duy nhất rồi thôi đó hả? Dạ, có vậy thôi á. Vậy là còn nguyên hả? Còn zin hả? Dạ. Trời ơi, thiệt tình. Cảm nhận câu chuyện của bạn ấy sao? Dạ chắc là do bạn á gặp chưa đúng người với cả chưa tạo sự an toàn hay là sự tin tưởng cho bạn gái nên bạn gái mới không vậy thôi. Với cả thường thường con gái thì như em thì nếu mà mới quen thì em cũng chắc em cũng chưa cho vô nhà đâu. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Dạ em thấy điểm mạnh của em thì là khá là thân thiện hòa đồng. Ừ. Nhưng mà điểm yếu thì có vẻ là ít nói. Em ít nói với những người gọi là chưa quen. Ừ. Còn mà thường thường mà mấy bạn em mà chơi thân thì lại kêu em là nói nhiều. Có tật xấu gì không em? Tật xấu của em thì chắc là thường thường mấy em gái của em thường thường hay nói là em hay càm ràm, cằn nhằn. Em bực mình gì là em phải nói liền, em phải nói chừng nào em hết bực thôi em mới nghĩ. Rồi tình trường em sao? Mấy mối tình? Em thì mối tình thì em cũng chưa gọi là không có mối tình nào là chính thức hết á. Tại vì là thường á em ở cái mức độ là tìm hiểu thôi. Ừ. Khoảng 2 tháng, 3 tháng là 3 tháng là nhiều á. Ừ. Thường thường thì họ cứ cho em cảm giác là được thì được, không được thì thôi á. À, không có ai có quyết liệt trong tình yêu á, phải không? Dạ đúng rồi, họ như là giống như là thả câu vậy á. Thả cái mồi cá xuống, con cá nào cắn thì là được, còn không cá nào không cắn được thì thôi. Tính em thì không có vậy gì. À, em quyết liệt không? Không, tính em á, đó tại em chưa quen ai. Nhưng mà nếu em mà quen thật lòng á, tính em là rất là thật lòng. Quen là để còn sau này còn tiến tới một cái gì đó xa hơn hay là làm hôn nhân hay là vợ của em nữa, chứ không phải là quen như bạn đó nói là thả câu gì đó. Tính em thì em không có vậy. Giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích mẫu người bạn gái của em á thì tính cách á là vui vẻ hòa đồng thôi, biết hiểu chuyện, đừng có càm ràm những cái chuyện mà không vô đâu á. Rồi thế em tìm thích mẫu người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần là biết quan tâm. Có về cái ngoại hình có thích gì như thế nào không? Con gái em thì cao tới từ 1m55 đến 1m6. 55 đến 1m6. Dạ. Khuôn mặt á là dễ nhìn thôi. Ừ. Là được rồi. Còn em muốn người bạn trai về ngoại hình như thế nào? Dạ chắc cao hơn em là được rồi chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55 à. Đó, kiếm điền 1m55 á. Đây ảnh chồng á, ba anh từ thấp đến cao luôn, nó muốn anh nào đó muốn. Tìm thử coi. Sao chọn cô đó? Thì nói mà 1m55 thì chắc vậy. Ủa người ta lùng lùng đứng cũng không gì mà biết ta 1m55 luôn hả? Thì em đang đón mà chị kia đón. Thì đón thì chị hỏi thôi. Dạ em đang đón. Đâu anh nào? Anh ơi anh cao mét khoảng mét bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m68 em. Anh nói vậy là em dễ đón rồi. Tại cái ba anh em nó là khác nhau, nhìn dễ đón rồi. Từ khóc tới cao. Còn như đây là anh nó khó đón nè. Chốt chưa? Đây phải không? Dạ. Em đón thôi, em đón thôi. Dạ. Đây đúng không? Có hai mình đổi là được. Được. Đổi. Ai? Đổi đi lần cuối. Lần cuối hả? Ừ. Chắc ngồi trên đây quá. Rồi vàng chính giữa. Dạ thì bây giờ không cao thấp thì chính giữa. 1, 2, 3. Đúng không? Đúng không? Người ta nói 1m68 rồi mà hôm nay đến chương trình anh có dạ em cũng và rồi ngồi xuống đi, rồi quà gì mở chị Tường coi. Cái thiệp em từ làm cô giáo mầm non lên. À cô giáo mầm non, coi cái thiệp ta ghi gì chổng. Này giống cái que quá rồi. Gì? Que rồi, này cái cây que nè, cái cây que đó, ý nó có cái cây que. Tưởng nó que thử thai. Bậy nữa chị, bởi vì em làm gì biết với cái đó mà chị nói vậy. Có mở không em? Có, rút cái đó là có ghi cái chữ ở chính giữa á chị. Trời ơi, đó, đọc đi. Gặp này, rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rồi, anh cũng rất vui được gặp em. Trời ơi, thấy thương ghê không? Bây giờ mời các bạn đến buổi ăn trưa. Mình vừa ăn, mình vừa trò chuyện ha. Đây là món ăn của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Mình vừa ăn, thưởng thức hương vị của nó và mình vừa trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường quay lại. Bây giờ không gian là dành cho hai đứa rồi đó, tự nhiên đi. Chúc hai bạn ngon miệng. Anh thích ăn món gì nhất? Anh hả? À, anh rất là dễ ăn, món gì anh ăn cũng được. Em thì nói với ba chị em thì em dễ ăn nhất, nhưng mà đối với người khác thì cũng không có dễ ăn. Yeah. Không thích ăn cá. Em không thích ăn cá. Em không thích ăn cá, nhưng mà tùy món cá thôi. Nhà anh là giờ là còn có mình anh là chưa lập gia đình hay là sao ạ? Nhà anh thì còn anh với người em Út nữa.
chưa lập gia đình. Cái em giữa là lập gia đình rồi. Dạ giống em, nhà em thì cũng có nhà ba chị em gái, thì cô em giữa thì lấy chồng có một bé rồi, còn hai người chưa. Sao mà nhà anh với nhà em sao giống nhau vậy? Nhà ba anh em trai, nhà ba chị em gái. Dạ. Nhà em giữa thì cũng có gia đình, có con 3 tuổi rồi. Như ví dụ mà bây giờ như em, như anh quen em rồi anh có thể hẹn em là đi qua nhà em rồi chở em đi chơi ăn uống gì đó được không? Dạ được anh, cái đó bình thường mà. Dạ tại vì mình cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thì mình phải đi chơi hay là gì thì mình mới biết được chứ đâu có thể nào. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Dạ rồi, như em đi chơi vậy á, em thích đi chơi vậy. Những chỗ nào? Thường thường nếu mà con gái thì thường hay đi chơi thì có khi đi xem phim, uống trà sữa hay là đi dạo phố hay là gì thôi. Anh qua rước em, anh chở em ra như là đi ra tới quận nhất rồi đi phố đi bộ rồi đi xem phim rồi đi ăn uống ở ngoài đó được không? Cái đó nếu như mà ngày hôm sau mình rảnh á thì đi được, chứ mà cái đấy cũng cực cho anh. Anh chạy xuống em, anh chở em đi lên đó xong rồi anh chở em về. Anh thì anh quen bạn gái, anh không sợ cực. Mà sao em sợ cực được, đúng không? Hay cũng tội cho người ta chứ anh. Nói chung là mình đâu phải là cứ quen nhau là phải bắt người ta chạy vòng rã như vậy đi đâu hết đâu. Mình cũng phải, nói chung là mình cũng phải biết thương người ta một chút xíu chứ không lẽ cứ bắt người ta lúc nào cũng là chở em từ Bình Dương lên thành phố rồi xong lại từ thành phố về Bình Dương, làm sao đâu có sức đâu mà ngày mai làm nổi. Vậy thì chở em ở gần ở nhà em, uống trà sữa hay là đi xem phim ở đâu, những gặp chiếu phim nào ở gần đó cũng được. Mà ở trên em á, gần đó có gặp chiếu phim nào không? Dạ cũng có anh. Thành phố Bình Dương thì có. Đừng có lo hết trơn á, người ta chưa có người yêu nữa cho nên ta chăm sóc người yêu dữ lắm. Dạ. Giờ còn nãy giờ có hỏi gì ý định bạn nói gì về chuyện tình yêu, hỏi tình yêu rồi gì chưa? Em chưa hỏi nữa. Mới hỏi đi chơi thôi phải không? Mới hỏi đi chơi mà. Bây giờ hỏi thử coi giờ là em muốn chừng nào lấy chồng, hay là cái quan điểm của em về tình yêu hay là về hôn nhân như thế nào? Em, cái quan điểm về tình yêu của em như thế nào em? Em xác định là yêu là cưới chứ không phải yêu là giỡn. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Năm nay cũng 29 gần 30 hết rồi. Nên bây giờ mình quen là mình xác định là có đi tới được với nhau hay không. Thì nếu mà đi tới được thì mình đi tới luôn, còn nếu không được thì đứt luôn để cho người ta đi tìm người khác. Thì cũng giống như anh á, anh cũng giống như em, mình suy nghĩ vậy á. Thì giờ cũng lớn rồi, giống như em 29, anh là 30 rồi. Thì giờ như quen rồi mình tìm hiểu mà cảm thấy được thì mình quen lâu dài luôn. Còn không được thì mình làm bạn gì đó. Nhưng mà rồi bây giờ rồi chưa có tình trường, chưa quen ai, em muốn sống thử không? Hay là lấy rồi phải đám cưới rồi mới ở chung với nhau? Ví dụ như mình ở trước cưới được không? Ở thử có hợp không rồi mới cưới được không? Thôi, thì bữa giờ lấy xong rồi lấy nhau xong rồi ở chưa? Sao kỳ vậy? Dạ. Con trai thì thường tôi muốn ở trước không á? Cái đó là do những người kia thôi. Còn em, tính em là em quen là em muốn cái người đó là hai người rồi quen được rồi tìm hiểu rồi nói hai bên cưới hỏi rồi về rồi mới có sống. Rồi của lúc đó về rồi sống mà không hợp nhau rồi sao? Lấy nhau về rồi sống với nhau mà không hợp đó là do em với người mà em quen không trao cho nhau cái cơ hội thì mới không hợp. Tôi nói không hợp cái vụ kia kìa, cái vụ vợ chồng á, lấy về rồi mọi thứ hợp hết mà cái chuyện đó không hợp, tôi có tin sao? Lúc đó hả? Khó ha. Khó thì khó là chị. Khó mới hỏi chứ. Khó mới hỏi à. Thấy em thẳng thắn thiệt tình quá chị mới hỏi đó. Dạ. Mà chị hỏi nhiều câu hóc búa quá. Trời ơi, phải hóc chứ. Thì lúc đó người phụ nữ là chuyện hợp tác với em thì nó mới hợp được chứ. Còn người phụ nữ không chuyện hợp tác với em thì sao mà hợp được? Em thấy sao em? Giả tỷ mà đó trường hợp y vậy luôn đó, lấy nhau về em có chịu thử trước khi cưới không? Rồi bây giờ lấy về mới đêm động phòng mới vậy đúng không? Rồi rủi không hợp rồi sao? Cái đó tính sao chị ơi? Tính sao là tính sao? Không biết. Có chịu hợp tác với ảnh không? Dạ thì nếu mà lấy nhau rồi thì phải hợp tác. Lấy nhau phải hợp tác phải không? Rồi cưới luôn đi, tôi thấy cặp này cưới được rồi đó. Bây giờ thì Tường xin mời người thân của hai bạn vào đây để mình trò chuyện thêm một chút xíu nữa nha. Dạ mời cô ạ. À. Dạ chào cô. Cô là mẹ của Trọng à? Dạ. Còn em là gì? Em là bạn thân của cô. Thân không? Chơi nhau bao lâu mà thân? Cũng lâu rồi chị. Dạ thưa cô, nãy giờ cô nghe hai bạn trò chuyện vậy thì cô cảm nhận sao cô? Cô cảm thấy cô mến dạ bạn gái. Dạ
Mà ở nhà Trọng nó có tật xấu gì không cô? Không, cái chuyện mà ăn nói á, thì nó không có luôn lót. Nhưng lại như La La mà ăn thì rất là giỏi. Hồi nãy giờ thấy nói chuyện cũng hay quá trời luôn á. Nó nói nhiều khi nó còn khờ. Mà cô giờ cô nôn có dâu chưa? Con hỏi thiệt. Nôn, rất là nôn. Nôn rất là nôn nha. Em chào cô đi em, rồi hỏi thăm vài chào câu cô đi nè. Chào con. Dạ cô đến đây sớm không cô? À, có lâu cô đến không? Thì từ hồi 11 giờ trưa dạ. Rồi hôm nay bạn trai đi là có mẹ rồi theo đàng hoàng ha. Đây có em là... Em là em gái. Em ruột hả cưng? Dạ. Ồ sao em cao hơn chị vậy? Hôm nay thấy cuộc trò chuyện của hai anh chị em thấy sao? Dạ thấy hai người nói chuyện cũng hợp. Nhận xét thẳng thắn đi, thấy anh Trọng này sao? Dạ nói chung là thấy được chị. Ổn không? Dạ ổn. À, em muốn hỏi ổng gì không? Hỏi thế chị, nhiều khi chị ngại chị không dám hỏi á. Dạ, chị muốn hỏi anh là tại vì ở nhà là rất là thương chị. Ừ. Rồi sao nữa? Em cũng có từng trả, em là người lấy chồng rồi, cho nên em muốn hỏi là nếu ví dụ như mà có một người nào đó mà muốn như là nói điều không hay về chị em thì anh có đứng ra bảo vệ hay không? Đó là tất nhiên rồi, anh thương chị em thì anh phải bảo vệ chị em mà. Người đó nói chuyện không hay với chị em thì để anh nói chuyện lại với người đó. Dù người đó là người bên họ hàng anh nói điều đó nhưng mà anh biết là chị em không có, anh có đứng ra bảo vệ chị em hay không? Tất nhiên là phải có rồi, thì với bên dòng họ anh mà nói về ví dụ chị em là vợ anh đi, rồi bây giờ là chị em không sai mà bên dòng họ anh á nói chị em á là sai thì tất nhiên anh sẽ đứng về phía của vợ anh, là anh sẽ bên về vợ anh. Dạ em chỉ muốn hỏi như vậy thôi chị. Rồi nghe hỏi một câu là thấy là cũng đang có những nỗi niềm nè, thấy không? Thấy là thấy có nỗi niềm rồi. Đó là chúng là thương chị. Dạ, thương chị nhưng mà lấy chồng rồi hả cưng? Dạ. Ồ, lấy chồng sớm quá. Em muốn chị hai em không cần là những người giàu sang hay là gì đó, nhưng em muốn anh rể em là người thương chị em và bảo vệ chị em. Rồi được rồi, ngồi xuống đi cưng. Rồi thế con cảm ơn gia đình. Rồi cảm ơn em cô nha. Rất rồi để nhiều mình nha. Tiếp tục coi hai bạn này sẽ như thế nào. Dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ dạ dạ. À, bây giờ chị cho hai bạn bóc vài cái lá bài của chương trình. Đây là những cái yêu cầu chương trình đưa ra này, vui thôi để cho mình thư giãn xíu ha. Rồi đọc bóc ngưỡng lá đi, rồi đọc lớn lên coi trong chổng nói gì. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Đó. Thì quá đơn giản rồi. Trước đó cái sân đó của em đó. Đấy hả chị? Ừ, cái sân đó của em đó. Đếm đi em gái đếm đi em gái. Rồi nhỏ nhiệt tình ghê, đếm đi cưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cầm cái lên nè. Bóc lá đi cưng, đọc lớn lên giùm chị Tường. Hai bạn hãy ôm nhau 30 giây để thử cảm xúc. Hai, thưởng liền, vừa mới mệt cái được thưởng liền. Em thích điều đó. Quá, mới vừa cực cái được thưởng liền. Rồi đứng lên đi em. Mình ôm nhau một chút xíu, đây cũng là cái điều mà chị muốn hai ba em. Tại vì nói là một chuyện, mình đứng gần coi có cái điện gì nó trôi. Ông chặt vô, đúng rồi, hít đi, cơ hội 30 giây đó. Đó giờ chưa có bạn gái luôn, chưa biết làm gì hết trơn á. Thấy thương không, nhỏ nhiệt tình hết sức. Đủ 30 giây chưa ông ngoại cha? À, biết đâu chị nói chưa nói em mới biết đâu. Chưa, đứng bên đó nói cảm xúc, nhìn nhau nói chuyện với nhau. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, xinh đẹp. Như cái mẫu người anh đang hằng mơ ước vậy đó. Rồi được rồi, thôi được rồi, lời rồi, về đi. Giờ nhìn thẳng mặt nhau đi. Giờ có muốn nói gì nữa không? Bây giờ là đến lúc bấm nút hẹn hò rồi đó. Nếu mà bấm nút thì là hẹn hò với nhau, mà không bấm là không hẹn. Thì cái quyền quyết định là hai em thôi. Ý kiến người thân rồi, chị Tường cũng phân tích tạo điều kiện. Ôm nhau cũng được ôm rồi, ăn chung với nhau buổi luôn rồi. Bây giờ con muốn nói điều gì trong cái giây phút cuối cùng trước khi đưa ra quyết định nữa. Mỗi người 30 giây thôi, nói một câu thật lòng. Mình đang suy nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nói đi, thể hiện cơ hội cuối cùng để thuyết phục đối diện người đối phương của mình. Hôm nay đến cái chương trình này thì mình gặp nhau mới đây cũng chưa được nhiều. Thì anh thật lòng anh muốn là mình hãy cho nhau một cái cơ hội để còn tìm hiểu nhau, rồi còn đi qua nhà em chơi, rồi để còn sau này mình còn tiến đến một cái xa hơn, phải là lấy nhau rồi về có con cái, rồi cho mẹ anh hay bên nhà mẹ em gì đó vui. Em thấy được không? Dạ cũng được. Thì mình đến với chương trình này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau rồi, thì mình cứ cho nhau một cơ hội để xem nếu mà được đi xa hơn thì mình sẽ cùng nhau đi xa hơn. Rồi vậy em thấy được rồi đó. Được chưa? Giờ bấm nút được chưa? Dạ, vậy cho em bấm trước được không?
đặt tay vào nút bấm. Từ từ đặt tay nút bấm, đặt tay vô. 1 2 3 hết thời gian. Giờ thành bạn gái rồi nè, qua đây nắm tay. Đó, bây giờ là thành bạn gái rồi đó. Đây, Trình. Gì vậy, móc gì vậy, cho tiền hả? À, móc gì vậy? Em tặng quà cho bạn gái. Có quà hả? Có. Sao nãy giờ không tặng? Hồi nãy em tặng con trước rồi, giờ em tặng quà sao? À, là cái này bấm nút mới tặng? Không phải, nếu em tặng trước cũng được nữa, nhưng mà em để cái này nó là hồi hộp hơn. À, rồi. Chứ là xác định em là tặng quà cho bạn gái mà. Dạ. Anh đeo cho em được không? Oh, dễ thương quá. Vừa nhiệt tình, có sức khỏe, ga lăng, còn sành điệu nữa chứ. Cái chị mua nào vậy cưng? Dạ, em mua lâu lắm rồi chị. Trời đất ơi. Em mua để dành để tặng bạn gái em mà. Dạ hả? Dạ. Ga lăng thiệt chứ. Dán tóc lên cho ủng hộ nhỏ đi cưng. Ừ đó. Đó rồi. Đó rồi xong, cố tình, cố tình. Rồi cố tình. À, đây 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 đây. Được anh chứ. Rồi giờ dán tóc lên cho người ta đi. Không không có. Đó, cho mình đeo qua đây. Ờ đúng rồi, đeo một trước rồi mình lọt ra làm sao, thông minh. Hết sức luôn. Quá rồi xoay lại cho người ta. Chưa chưa, từ từ thì từ từ, chị cứ bình tĩnh, chị phải gọi là bình tĩnh. Rồi. Dán tóc lên ra đằng sau. Đó. Rồi, quá đẹp luôn. Chúng ta đi, hai đứa đẹp đôi lắm đó. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay là tụi em thật sự vui. À, và hy vọng là với sự chứng kiến của những người thân của mình nha. Chị là chị thấy là cái gọi là cái gọi là nổi da gà nè, có nghĩa là cái cảm xúc của chị là đi ăn đám cưới của hai đứa này nè. Nhưng mà lúc đó em mời á, rồi chị có đi không? Cho xe đưa đón đàng hoàng thì dạ, đi. Có chứ trời, tất nhiên riêng chị là nhất rồi. Em sẽ tặng cho chị đàng hoàng. Rồi muốn xe, rước chị đến luôn. Và quan trọng là chị có đến dự đám cưới của quan hai đứa. Quan trọng là hai đứa có cưới nhau không? Phải hai đứa này cưới tôi mới đi. Chứ em cưới vợ khác là tôi không có đi à. Vậy hai đứa mình có cưới nhau không? Chị đến dự đám cưới không em? Em nói gì cho chị mừng đi. Tới đó là tính anh ơi, ép tao quá anh ơi. Nhớ hứa nha, một tuần xuống mấy lần nhớ nha. Quan trọng cho phép thì em một tuần em xuống bao nhiêu lần cũng được á. Rồi, có đó, cho phép rồi. Nhớ đó, em đi. Gái làm bằng chứng kìa nha. Rồi, đây món quà nữa tặng em làm kỷ niệm là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, và Tường hy vọng rằng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cùng với cảm xúc của các Tường là rất vui cho cặp đôi này. Vì tôi không biết sao mà Tường thấy cái cảm giác cặp đôi này nó rất là hợp nhau. Hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm báo tin vui cho các Tường quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.